Xin kính chào quý anh chị đã quay trở lại với những video của em Quỳnh Sài Gòn Ca. Sài Gòn Ca chúng em tự hào là đơn vị chuyên kinh doanh các dòng xe đã qua sử dụng và cam kết 100% là xe không lỗi nhỏ nha. Sài Gòn Ca chúng em trụ tại địa chỉ là số 613, 615 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức. Đây là một cái vị trí địa lý rất là thuận lợi, nằm ngay mặt đường quốc lộ 13. Từ ngã tư Bình Phước hướng về Sài Gòn tới nhà em chỉ có 1 km, và từ bến xe miền Đông cũ đi tới Sài Gòn Ca chỉ có 3 km thôi ạ. Rất là thuận lợi cho các tuyến đường như Long An, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước hay các tỉnh ở phía đông Sài Gòn. Đây là một cái video ngày đầu tuần thứ hai. Hôm nay thì em đã giao hai xe là Kia Morning phiên bản Luxury 2020 số tự động này và chiếc Hyundai i10 2021 form mới chạy có 12.000 km thôi ạ. Hai chiếc xe được giao bán ra các tỉnh miền Bắc. Tức là các bác đã thấy là kênh của Sài Gòn Ca và những cái sự tin tưởng của khách hàng dành cho em Quỳnh Sài Gòn Ca đã tăng lên rồi phải không ạ? Và sau khi giao hai xe thì hiện tại thì em Quỳnh mới về chiếc Trailblazer 2 cầu số tự động phiên bản cao cấp này và chiếc Xpander Cross 2022 này. Chiếc này rất là mới, đây là chiếc form mới và có rất nhiều tính năng đi kèm nhá. Ví dụ như là cam 360 này, màn hình này, phanh tay điện tử này, đã khác hơn rất nhiều so với cả phiên bản Xpander Cross của phiên bản tiền nhiệm phải không ạ? Và đặc biệt là có hai chiếc Mazda này, một chiếc Mazda 3 2021 thì phải, 2020-2021 màu trắng ấy nhỉ? Chiếc màu trắng 2020-2021 nhỉ? Và một chiếc Mazda 2 này, 2016 này. Bây giờ em Quỳnh sẽ giới thiệu trước nào nhờ trước nhỉ? Trước Trailblazer thì em Quỳnh đang đỗ ngoài kia kìa, tại vì là hôm nay về xe khá là đông. Ở trong cửa hàng Sài Gòn Ca thì đã khá là chật rồi, nên là em Quỳnh buổi chiều em Quỳnh hay đánh xe ra ngoài, và một lát nữa thì em Quỳnh sẽ gửi sang bên bãi của cửa hàng nhé. Đứng cạnh em Quỳnh đó chính là chiếc Trailblazer, sẽ được sản xuất và đăng ký năm 2018. Đây là phiên bản 2 cầu số tự động nhé. Ở phiên bản 2 cầu và 1 cầu thì nếu mà nhìn về ngoại hình thì có một điểm khác biệt đầu tiên, đó chính là bộ mâm nhé. Tuy nhiên thì chiếc Trailblazer màu bạc 1 cầu nhà em Quỳnh đã bán rồi, nên là em Quỳnh cũng không thể so sánh ngay lúc này được. Bác nào mà đã từng dùng dòng Trailblazer và dòng Chevrolet này thì chắc chắn là nhìn một phát là nhận ra phải không ạ? Chúng ta sẽ đi một vòng quanh xe nhé, để khám phá xem rằng cái form dáng của chiếc xe này thiết kế như thế nào. Đây là dòng SUV cỡ lớn nhé, có các đối thủ trực tiếp cạnh tranh như là Toyota Fortuner này, Santa Fe, Ford Everest hay là Isuzu MUG. Tuy nhiên thì chiếc này là một chiếc xe đến từ thương hiệu của Mỹ, và với động cơ là 2.8 thì gần như là cũng có rất nhiều ưu điểm vượt trội so với cả những đàn anh phải không ạ? Tuy nhiên thì chiếc này đến thời điểm hiện tại có giá trị là loanh quanh là 700 triệu, nhưng mà lại không được ngân hàng hỗ trợ trả góp nữa, vì đây là một cái thương hiệu mà đã ngừng sản xuất và cũng như là ngừng phân phối đại lý chính hãng tại Việt Nam rồi ạ. Chiếc này thì đăng ký biển tỉnh nhá. Chiếc này thì em đã dọn rồi, nên là nhìn bề ngoài rất là sạch sẽ, và tối nay thì sẽ bày vào trong bãi, cũng như là có lẽ là phải dồn xe để bày cho nó rộng. Đây, chúng ta sẽ cùng khám phá nhé. Trước này thì đây được trải thảm sàn rồi. Đây là em Quỳnh đã hạ hàng ghế thứ 3 xuống này. Chất liệu xe rất là mới, và có thể nói là sau 4 năm sử dụng, nhưng mà trông chiếc xe như cái dòng này trông nó khá là đầm, động cơ khỏe. Bác nào mà chịu chi này mà đã từng sở hữu qua dòng Chevrolet Trailblazer thì chắc chắn đây là một cái điều mà chúng ta mong muốn. Một chiếc xe rất là lướt, cũng như là lâu lắm rồi em Quỳnh mới về một chiếc xe 2 cầu như thế này. Một cầu thì rất là hay gặp nhá, tuy nhiên thì chiếc này phải 1 năm rồi em Quỳnh mới mua lại được em nó. Đây là phần cốp của chiếc xe này, cốp thì vẫn sử dụng là cốp tay nhá. Nội thất nào, nội thất thì được thiết kế ghế da, con này là màu nâu này, trải thảm sàn này, màn thì vẫn là màn zin của em nó nhé, phanh tay cơ,
chất liệu da rất là tươi phải không ạ? Đây là ghế da nguyên bản nhé. Có một số chi tiết khi mà chúng ta đi mua xe cũ lưu ý này. Thứ nhất là chúng ta phải nhìn độ ghế, độ nhàu của ghế da ở phần ghế lái và ghế phụ, cũng như là phần vô lăng này, hay là cần số. Không biết là các bác ở nhìn đây có kỹ không, hay để Đức quay ở đây đi để tớ sang bên ghế lái kia. Ở phiên bản hai cầu này thì có ghế lái là ghế chỉnh điện nhé. Hiện tại chiếc xe nhà em Quỳnh đã đi được 58.000 km, tương đương với cả 5.8 vạn. Em Quỳnh đang cầm vô lăng bữa trước Chevrolet Trailblazer nhé. Vô lăng rất là mới và hầu như là không có độ nhàu sau 4 năm sử dụng. Vô lăng thì chỉ được bọc cái viền ở ngay hai cái vị trí mà chúng ta hay cầm thôi. Nhưng mà chúng ta có thể nhìn qua con nút bấm này, rất là mới và không hề bị mờ đi những cái phần nhựa này, những cái chữ mà in dập nổi trên này này. Cần số đây, phanh tay điện tử đây. Trước này thì em Quỳnh đang bán với mức giá rất là phù hợp, chỉ không cả bằng giá của chiếc Fortuner số sàn máy dầu, mà trong khi đó chiếc này thì lại số tự động và đặc biệt là lại là phiên bản hai cầu cao cấp nữa. Đây, ghế da này, độ nhàu thì không đáng kể. Và cảm giác lái thì là con gái thôi nhưng mà cảm giác lái cho em Quỳnh khá là tự tin này. Trước này thì chắc chắn là dành cho các bác nào mà đi công trường này, hay là ở trên các vùng như là Đà Lạt, Lâm Đồng, và phù hợp với cả cái nhu cầu sử dụng của nhà mình phải không ạ? Tuy nhiên thì nó cũng đi được thành phố đấy, nhưng mà cũng hơi tốn nhiên liệu nếu mà so với cả địa hình của thành phố phải không ạ? Trước này thì đang được chào bán với mức giá còn lâu mới tới 700 triệu phải không ạ? 699 triệu chúng ta đang sở hữu chiếc SUV cỡ lớn đến từ thương hiệu của Mỹ, Chevrolet Trailblazer 2018, chạy 58.000 km ạ. Xe đăng ký biển tỉnh, con này là tỉnh Vĩnh Long thì phải. Và sử dụng lớp sơn là màu bạc, chất sơn rất là mới. Mặc dù khi mà về đến cửa hàng thì xe phần bên ngoài có phần xước răm thôi, nhưng mà bên ông Quỳnh đã xử lý hết rồi, bởi vì qua 4 năm sử dụng mà không có phần xước răm thì chắc chắn là cái xe đó phải chắc chỉ có chùm mền thôi, và chủ xe phải cực kỳ giữ gìn phải không ạ? Đây, em Quỳnh sẽ xuống xe để các bác nhìn qua phần đầu, thiết kế phần đầu của em nó nhé. Cái này khi mà nhận định đánh giá về dàn lốp thì nó không còn là 4 lốp nguyên dàn theo xe nhé. Có lốp thì đã được thay và có lốp thì vẫn là còn zin theo xe. Đấy, ví dụ như là đối với những xe dẫn động cầu trước thì hai bánh đầu tiên là chúng ta sẽ phải thay nhanh hơn so với cả hai bánh sau phải không ạ? Đấy là một cái phần có lẽ là đánh giá là chủ xe cũng giữ gìn đấy ạ. Còn nếu mà bác nào mà hỏi em là xe còn dàn bánh theo xe không thì chắc chắn là em Quỳnh cũng không thể khẳng định rằng là bánh đã theo xe sau 4 năm sử dụng, và đặc biệt là chạy qua 5.8 rồi phải không ạ? Đây, em Quỳnh vừa quay sơ qua chiếc Chevrolet Trailblazer nhé. Bác nào mà có nhu cầu sử dụng chiếc này thì hãy để lại comment để em Quỳnh có thể tư vấn kỹ hơn, hoặc là liên lạc số điện thoại của em Quỳnh nhé. Với động cơ máy dầu ấy, động cơ là 2.8 lít. Bên này em Quỳnh có chiếc Mazda 2 2016 là phiên bản hatchback này. Nhân viên sale vừa xếp xe cho mình ấy, best sale ở cửa hàng. Chiếc này thì đây là Mazda 2 2016 để em Quỳnh ngó qua nhé. Con này chạy năm 6.000 km. Đây là phiên bản Mazda 2 này, 56.000 km này. Ôi nhưng mà chất da vẫn rất là tươi nhá, chứng tỏ là chủ xe đi cực kỳ giữ gìn. Bởi vì theo em Quỳnh đánh giá ấy, thì Mazda là một dòng mà có nội thất là lão hóa khá nhanh và có cái độ nhàu cực kỳ cao này. Ở chiếc này thì chưa có cam hành trình này, nhưng mà ở phiên bản, tất cả các phiên bản ở Mazda thì đều có một chiếc màn này để kết nối lại AirPods, Bluetooth hay Android. Chiếc này thì được trải thảm sàn này, sử dụng nội thất là ghế da màu đen, lớp sơn là màu đỏ nhất. Chiếc này thì mới về. Đây này, những cái xe mà đã qua sử dụng thì không để tránh được những cái vết xước răm như này này. Tất cả những vết này này, bên Sài Gòn Ca sẽ xử lý nhá.
giống như chiếc chai blazer kìa, đã dọn rồi nên là trông rất là đẹp và mượt phải không ạ? Có những vết nho nhỏ này. Còn sơn zin của em này nhá, phải đến trên 90%. Còn hiện tại thì em Quỳnh về sẽ xử lý đánh bát một số vết nhỏ này. Với phiên bản này thì wow, cái này nó như vậy đấy. Trước này thì đăng ký biển thành phố này. Bác nào mà về biển Sài Gòn, Hà Nội thì tiết kiệm chi phí 20 triệu khi mà sang tên tiền biển nhé. Và loanh quanh trong tầm giá chỉ chưa tới 400 triệu thôi. Chúng ta đang sở hữu một chiếc Mazda 2. Chất xe thì đẹp, chất xe rất là, con này phải đánh giá là lước về lước sơn cũng mới này, nội thất mới. Và phần khoang máy thì không biết là có sạch không, để em Quỳnh mở khoang máy lên cho các bác xem nhé. Ồ, đây, xe này là chưa hề dọn nhá. Và thật sự là một chiếc, đối với một chiếc xe, con này là 2016, đến nay là bước sang năm thứ 7 sử dụng rồi, mà lấy về đến Sài Gòn ca mà chất xe vẫn còn rất là mới như thế này này. Và các bác để ý nhá, thực ra thì có rất nhiều trường hợp mà phải sơn cabo, nhưng riêng con này nhà em Quỳnh này không hề động đến sơn cabo này. Và mặt sơn bên trong cũng là sơn zin của em nó nhá. Nên là các bác có thể khẳng định là chất lượng xe của bên Sài Gòn ca. Và em Quỳnh khuyến khích các bác là lên mang ra hãng check để ba bên có thể có niềm tin khi mà làm việc với nhau. Và cứ dẫn thợ hoặc là gara nhà mình quen đến Sài Gòn ca kiểm tra cũng được. Khoang máy thì hơi dơ một chút, nhưng thật sự là đối với một chiếc xe mà chưa dọn và đến năm thứ 7 sử dụng như thế này thì em Quỳnh đánh giá đây là một cái chiếc xe mà chủ xe chỉ có chùm mềm ở nhà thôi. 7 năm mà đi được 15 vạn 6, mới. Và thực ra là chiếc xe mà chạy trong thành phố thì gầm bệ cũng rất là sạch sẽ phải không ạ? So với cả những chiếc xe ở vùng biển hay là cái vùng ẩm thấp thì gầm bệ bao giờ cũng bị han rỉ so với cả những cái vùng mà nhiệt độ ổn định như thế này. Chiếc này thì đang được chào bán với mức giá là 395 triệu tại Sài Gòn ca nhá. Ôi, quá là tuyệt vời luôn. Chiếc này 2016 nhưng mà giá trị 395 triệu thì đâu đó loanh quanh ngân hàng vẫn hỗ trợ được đấy ạ. Bởi vì khi mà định giá thì ngân hàng sẽ định giá thấp hơn so với giá trị thực là khoảng 50 triệu. Quả bộ mâm sơn đen cũng rất là cá tính này. Ở phiên bản Mazda 2 thì không có cửa sổ hóc nhá. Bên này em có Xpander Cross 2022 này, bắt đầu giới thiệu từ đâu cho các bác đây. Lại một chiếc xe Honda City mới về này. Các bác thấy đẹp chưa? Mới về đến cửa hàng này, lấy từ trong dân ra nhưng mà chất xe vẫn con này là chưa hề rửa nhá. Lấy từ trong dân về trong chiều nay khi mà bên thu mua kỹ thuật báo là sẽ đi xem con City. Kiểm tra đầu tiên là kiểm tra hành chính giấy tờ trước này, không phạt nguội, không ngân hàng. Sau đó thì các bạn sẽ kiểm tra phần kỹ thuật qua hình ảnh trước và đến trực tiếp nhà chủ xe để kiểm định cũng như là đàm phán thương lượng giá để sở hữu ngay chiếc này này. Rồi chúng ta sẽ giới thiệu trước Xpander Cross trước nhá. Sau đó em Quỳnh sẽ giới thiệu trước Mazda 3 bên trong nhà và trước Honda City. Ồ, con này là form mới nhá. Ở form mới này thì có những cái điểm khác biệt như là cam 360 theo xe này, phanh tay điện tử và một chiếc màn thiết kế riêng cho nó này. Chất liệu da cao cấp của ghế, từ form ghế là đã khác biệt so với cả những phiên bản trước rồi. Mở ra thơm. Bắt đầu... thiết kế lớp sơn là màu trắng và nội thất là cái da màu đen. Nhưng mà trước này thì đến thời điểm năm 2022 đến nay là được một năm sử dụng rồi và đã sử dụng qua 20.000 km tương đương với cả 2 vạn mai nhá. Đây là chiếc màn zin theo xe này. Màn độ, màn độ. Con này màn độ này.
Nhưng ở form mới này thì khác biệt là phanh tay điện tử này. Đấy, phanh tay điện tử, bộ ghế da cao cấp này. Thực ra ghế da này khi mà mở ra thì nó sẽ không bị cái mùi khó chịu như da công nghiệp ở những phiên bản tiền nhiệm trước. Và đặc biệt là có camera 360 theo xe nhá, là thiết kế riêng của nhà sản xuất, không phải là chủ xe độ lên đâu. Suy ra là một chiếc xe dòng 5+2, chiếc xe 7 chỗ thôi nhưng mà full option luôn. Và chiếc này thì so với cả xe lướt đang chào bán trên thị trường thì khi mà mua em nó thì cũng loanh rồi tiết kiệm phải được hơn 100 triệu so với cả xe mới đấy. Vô lăng mới sau 2 năm bần vò nhưng mà chất liệu của vô lăng mới này, các nút bấm lên xuống cũng rất là mượt và kính không hề có độ xước nhá. Đây là lần đầu tiên em Quỳnh được trải nghiệm trên Xpander Cross 2022. Trước 2020, 2021 thì đã mua rất là nhiều rồi. Nhưng mà tuy nhiên thì sau có thể là thời gian trải nghiệm vừa đủ thì hiện tại trên thị trường xe cũ đã tung ra rất nhiều sản phẩm Xpander Cross 2022. Và đặc biệt khi mà mua được một chiếc xe đẹp như này thì cũng không phải anh em nào cũng sở hữu được chiếc xe đẹp như này phải không ạ? Bảo hành bảo dưỡng lịch sử là đầy đủ trong hãng này. Cam kết về máy móc, đấy là những cái tiêu chí mà Sài Gòn Ca luôn luôn đặt ra để quý anh chị có thể lựa chọn các sản phẩm bên Sài Gòn Ca. Tuy nhiên thì có một điểm là chiếc này vẫn sử dụng động cơ chung với cả Xpander nhé, là 1.5 và cho mức tiêu hao nhiên liệu là rơi vào khoảng 6,8 lít. Thiết kế ghế cũng như là chất liệu da đã mới hoàn toàn so với cả các phiên bản tiền nhiệm phải không ạ? Trước này thì nhà em Quỳnh cũng đăng ký biển thành phố luôn, nên là các bác nào mà khẩu ở thành phố thì tiết kiệm chi phí khá là lớn khi mà sang tên tiền biển. Các bác chỉ việc về đóng thuế thôi là có thể sang tên chính chủ rồi. Ở hàng ghế thứ 3 thì cũng rất là rộng rãi. Và thiết kế của Xpander so với cả các đối thủ ví dụ như là Suzuki hay là Kia thì đây là một chiếc xe mang bề ngoài cá tính này. Đấy, trông rất là khỏe mạnh đối với một chiếc xe 7 chỗ mà chỉ với động cơ là 1.5 phải không ạ? Và với một chiếc xe đến từ thương hiệu Nhật Bản thì cái độ bền bỉ luôn luôn được đặt lên hàng đầu. Đây là chiếc Xpander Cross, xe được sản xuất và đăng ký năm 2022, đang được chào bán với mức giá là 665 triệu tại Sài Gòn Ga 2022 nhá, 665 triệu. Tiết kiệm rất là nhiều so với cả xe mới rồi. Xe mới thì theo em Quỳnh được biết thì là giá trị thực của xe mới là 685 triệu chưa bao gồm phí lăn bánh và chuyển biển nhá. Tức là giá trị thực thôi, giá niêm yết của riêng một chiếc xe thôi. Nhưng chiếc này thì đã qua sử dụng và đang được chào bán với mức giá là 665 triệu ạ. Bây giờ là em Quỳnh có chiếc Kia Soluto này. Bây giờ sẽ báo giá dần dần và vào trong kia thì sẽ gặp chiếc Mazda 3 màu trắng nhá, biển tỉnh mới về này. Đứng cạnh em Quỳnh là chiếc Kia Soluto. Đây là phiên bản Luxury 2021 này, chạy được có 7.500 km. Em nhắc lại là 7.500 km, không phải là 70.000 hay là 7 vạn đâu nhé. Xe lăn bánh chỉ được 7.000 thôi. Sử dụng lớp sơn là màu đỏ, nội thất là ghế da màu đen. Đây là phiên bản Luxury nhé, cao cấp hơn nhiều so với cả bản Deluxe. Chiếc này thì đang được chào bán tại Sài Gòn Ca với mức giá rất là yêu thương này. Và cũng được hỗ trợ trả góp ngân hàng này. Và đặc biệt khi mà đăng ký biển thành phố thì chiếc xe bao giờ cũng có giá trị phải hơn, tức là có giá trị hơn rồi phải không ạ? Chiếc này thì đang được chào bán với mức giá là 420 triệu nhé. Tất cả các giá mà em Quỳnh đề ra là giá mong muốn của cửa hàng. Bác nào thiện chí thì hãy đến với Sài Gòn Ca và có thể alo em Quỳnh để em Quỳnh hỗ trợ nhiều hơn nhé. Tiếp theo là chiếc Toyota Vios này. Các cụ đã có câu là xe máy thì phải Honda mà ô tô thì phải Toyota mới đúng bài phải không ạ? Đứng cạnh em Quỳnh là chiếc Toyota Vios bản E số sàn. Chiếc này thì được sản xuất năm 2021 này và cũng đăng ký lần đầu năm 2021 luôn ạ. Đây là chiếc xe mà có thể nói là cây hái ra tiền của nhiều anh em trong ngành kinh doanh dịch vụ phải không ạ? Chiếc này sử dụng động cơ là 1.5, cực kỳ bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu, và được đánh giá là một chiếc xe giữ giá nhất trong thị trường. Vios E số sàn 2021 đang được chào bán với giá trị là 433 triệu tại Sài Gòn Ca nhé. Xe đăng ký biển tỉnh Long An, chạy 17.000 km. Và bên kia em Quỳnh có Kia Rondo GAT 2019 này. Chiếc này thì gần như là bán giá xả rồi. Ở thời điểm
Trước Tết, em Quỳnh đang bán chiếc Kia Rondo với mức giá là 555 triệu nhé. Đây là chiếc xe sử dụng lốp sơn là màu vàng cát này. Sản xuất năm 2019, đăng ký biển phố. Nội thất là ghế da màu ghi, chạy có 5 vạn thôi nên là chiếc xe vẫn còn rất là tươi và mới. Hồi đó thì chào 555 triệu, tuy nhiên thì tức là mình mua phải cái màu này cũng hơi kén khách một chút. Nên là hiện tại thì em Quỳnh cũng muốn xả em nó đi và tìm chủ mới cho em nó. Nên là để một cái mức giá mà cực kỳ hợp lý và ai cũng có thể sở hữu chiếc Kia Rondo này, 535 triệu Kia Rondo GRT 2019 số tự động nhé. Máy xăng này, đối với cả Kia Rondo thì đến thời điểm khi mà kết thúc năm 2016, năm 2016 là phiên bản máy dầu cuối cùng của Kia Rondo rồi. Nên là bác nào tìm máy dầu thì chỉ có tìm đời 2016 thôi ạ. Trong này em Quỳnh lại có Optiga này, Kia Sedona bản phun dầu này, Honda City, Kia Morning hay là Santa Fe. Rất là nhiều mẫu xe tầm tài chính từ 300 triệu cho tới 1 tỷ để chúng ta lựa chọn nhé. Đây, cửa hàng em Quỳnh đây. Tất cả các phòng ban làm việc rất là đầy đủ và làm việc có hệ thống. Nên là các bác khi mà có thể là em nghe em Quỳnh nói vậy thôi, nhưng mà hãy một lần đến Sài Gòn Ga để trải nghiệm chất lượng dịch vụ của bên em nhé. Lại là một chiếc xe đến từ dòng 5 cộng 2 phải không ạ? Đúng là những năm gần đây, những cái dòng 5 cộng 2 ra đời thì đã chiếm trọn gần như là về thiết, cũng như là về thiết kế này, động cơ này và mẫu mã mà những cái chiếc xe này mang lại này. Và thực ra giá trị của nó cũng hợp lý so với cả thị trường. Đây là chiếc Suzuki Ertiga 2021 này. Chiếc này chạy được 6.000 km. Em nhắc lại 6.000 nhé. Ở Sài Gòn Ca thì rất chuộng mua những cái xe mà đời cao này, lướt và cực kỳ đẹp, phải gọi là xe cọp đấy. Anh em ngôn ngữ trong ngành hay nói vậy đây. Đây là chiếc Ertiga 2021 này với động cơ là 1.5. Đây cũng là dòng 7 chỗ nhé. Và sử dụng nội thất là ghế da màu đen này, các bác có thể nhìn qua này. Với cả 6.000 km đã đi thì chất liệu ghế da còn mới như thế nào? Em khẳng định là mới nhé. Những chiếc xe mà loanh quanh khoảng 1-2 vạn thì em hay dùng từ là rất là tươi và chất liệu da rất đẹp. Nhưng mà chiếc này phải khẳng định là như một chiếc xe từ trong hãng trở ra. Camera man có thể quay lại gần nội thất của chiếc xe này một chút nhé. Tuy nhiên thì vẫn chưa được trải thảm sàn này. Bác nào mà về chăm sóc xe kỹ hơn thì có thể trải thảm sàn trần chám 6D cho chiếc xe này, thì trông chiếc xe nó có thể hoàn thiện hơn này. Ở trên gương thì vẫn được bọc ni lông. Với thiết kế của Ertiga thì cũng không khác gì mấy so với cả chiếc XL7. Cũng có màn riêng này, nội thất ghế da, điều hòa thì điều hòa cơ và có giải điều hòa ở 3 chỗ, nên là cái tỷ lệ và cái tức là cái tốc độ làm mát của chiếc xe cũng nhanh hơn nhiều. Chiếc này thì đang được chào bán với mức giá là 525 triệu tại Sài Gòn Ga nhé. Đặc biệt là xe đăng ký biển thành phố thì lại tiết kiệm chi phí cho các bác rồi, và cũng thuận lợi cho các bác về tỉnh luôn. Rút hồ sơ ở thành phố thì em Quỳnh cũng rút nhanh thôi, 3 đến 4 ngày là đã có hồ sơ rồi. Đây là chiếc Mitsubishi Xpander nhé. Nhưng mà chiếc này thì em Quỳnh đã nhận cọc rồi, bán ở Bình Phước. Con này đang làm ngân hàng này, vừa có thông báo cho vay luôn. Bán cho một bạn rất là trẻ, sinh năm 98 thôi. Hai vợ chồng mua xe về làm ăn đấy. Đây, con này thì là Kia Morning GT Line này. Phiên bản GT Line thì có ghế da hai màu là đen và đỏ nhé. Chiếc xe nhà em Quỳnh sử dụng lớp sơn là màu xanh này. Đây là cái màu mà mới nhất của Kia Morning ở thời điểm hiện tại này. Màu mới thì có vàng chanh này và màu xanh ngọc này này. Đấy, hai cái màu rất là đặc trưng này. Hồi xưa thì Kia Morning chỉ có đen với cả đỏ với cả trắng thôi. Đấy. Chiếc này thì đang được chào bán với mức giá là 430 triệu nhá. Chiếc xe được sản xuất năm 2021, chạy được có 10.000 km thôi. Rất là mới, và ở phiên bản mới nhất của Kia Morning này thì option cũng gần như là full rồi so với cả một chiếc xe phân khúc hạng A. Bên này em Quỳnh có Honda City 2016 số tự động. Đấy, 2016 này. Ở phiên bản 2016, 2017 thì chỉ có một phiên bản duy nhất là phiên bản số tự động nhá, không có phiên bản top đâu. Vẫn sử dụng động cơ là 2.5 này. Con này thì độ thêm bộ body kit này trông có vẻ là hầm hố hơn so với cả những cái chiếc xe nguyên bản này. Và chủ xe thì đã độ lên chiếc màn này, cam hành trình này, và bọc một cái bộ ghế da trông rất là hơi đồng bóng một tí đấy so với cả em Quỳnh đánh giá. Ghế da màu đỏ cũng đã được có thảm sàn rồi, nên là trông chiếc xe cũng sạch sẽ.
về chỉ việc đi thôi. Có màn, có cam hành trình, cam lùi. Đấy, trước này thì đang được chào bán với mức giá bằng chiếc Mazda 3, à Mazda 2 ngoài kia nhá, cũng 395 triệu, giá rất là êm này. So với cả một chiếc xe số tự động đời cũng tương đối. Và đặc biệt là chất xe chờ ngon và có cam kết của cửa hàng đấy không ạ? Đây bên này em Quỳnh có Hyundai Santa Fe này. Không phải xếp xe lại không nhỉ? Hyundai Santa Fe dầu tiêu chuẩn 2017 nhá. Đây. Một chiếc SUV đô thị và một chiếc SUV dành cho gia đình này. Rất là hợp lý trong thời điểm hiện tại mà khi mà mua phiên bản máy dầu tiêu chuẩn này này. Ở cái thời điểm 2019 nhá, chiếc này phải được chào bán trên thị trường với mức giá là 900 triệu. Nhưng mà ở hiện tại này, cũng do thay đổi này và do sập giá khi mà form dáng mới ra này, chiếc này thì đang được chào bán với mức giá là 750 triệu tại Sài Gòn Ca nhé. Hyundai Santa Fe dầu tiêu chuẩn 2017 này. Ở bản tiêu chuẩn này thì không có ghế là phụ chỉnh điện này, không có cửa sổ lắp này. Đấy, ghế bên này có ghế lái là chỉnh điện thôi. Con này chạy 5 vạn xịn nhá. 5 vạn xịn lốp nguyên dàn theo xe. Nhưng mà thật sự đối với cả một chiếc SUV hay là kể cả chiếc sedan mà chạy 5 vạn mà lốp nguyên dàn theo xe thì cái mức độ sử dụng của lốp chỉ còn trên 60% thôi. Lốp rất là xấu. Và có lẽ là chủ nào mua về chắc phải thay dàn lốp mới. Và bên em Quỳnh cũng sẽ để giá mức giá hỗ trợ để cho anh chị về thay một dàn lốp theo yêu cầu của mình nhé. Đây, chiếc Mazda 3 mới về đây. Con này chưa rửa, sao lại nhét vào đây rồi? Con này không biết là 2020 hay 2021 đây này, bản Premium. Con này thì chào... À, con này chắc 2020. Giá 600 thôi. Mazda 3 2020 phiên bản Premium nhá. Con này thì so với cả bản Luxury con xanh ấy kìa, thì con này có cửa sổ lock này. Đấy. Phiên bản Premium thì có hắt kính. Đây là phiên bản sedan nhá. Hôm nọ em Quỳnh vừa bán một chiếc Mazda 3 Premium 2021 chạy có 3 vạn rưỡi thôi, với mức giá là 675 triệu. Thì chiếc này thì thấp hơn một đời này. Nhưng mà cùng bản và cũng là cái phiên bản sedan, rẻ hơn phiên bản hatchback không nọ bán nhỉ, 600 triệu này. Mazda 3 Premium 2020 màu trắng biển tỉnh, chưa rửa. Động cơ là 1.5 này. Đấy. Không có cái con Mazda 3 của nhà để quay so sánh giữa cái form mới và form cũ của Mazda 3 thời điểm hiện tại. Mazda 3 thì nổi tiếng với động cơ là Skyactiv-E rồi, rất là tiết kiệm này, bền bỉ. Những cái chiếc xe đến từ thương hiệu Nhật Bản thì được người tiêu dùng ở Việt Nam khá là ưa chuộng về cái độ bền của xe. Đây, quay có thấy được con Mazda 3 này không? Hai chiếc bao nhà hiện tại thì có hai chiếc Mazda 3 nhé. Đây là phiên bản Luxury này. Ở cái phiên bản Luxury thì không có cửa sổ lock này, không có hắt kính so với cả trước phiên bản Premium. Đây là hai cái đặc điểm mà có thể nhìn rõ ngay từ ban đầu khi mà sở hữu một chiếc xe phải không ạ? Chiếc này thì sử dụng lốp sơn là màu xanh Kansai, nội thất là ghế da màu đen. Chiếc này rất đẹp nhá, mặc dù là đăng ký biển vàng thôi, sang biển kinh doanh dịch vụ, nhưng mà chỉ sang ngót nghét được có vài tháng thôi là chủ xe đã bán đi để sở hữu chiếc xe khác rồi. Bởi vì là chiếc xe này chạy được có 13.000 km thôi, tương đương với cả 1.3 vạn. Đấy, xe đăng ký biển tỉnh Bình Dương, sản xuất năm 2021 và đang được chào bán với mức giá là 635 triệu. Bên này cũng có một chiếc xe màu xanh Kansai này, giới thiệu chiếc XL7 này luôn nhá. XL7 2021 chạy 2.9 đây. Hôm nọ bác nào mà trượt chiếc XL7 2022 nhà em Quỳnh thì có thể lựa chọn sang XL7 2021 nhá. XL7 thì chỉ có các phiên bản của 2020, 2021, 2022 và phiên bản thời điểm hiện tại nhá. Chiếc này thì cũng khá là êm so với cả chiếc Xpander. Không hiểu sao Xpander vẫn rất là hot sau rất nhiều năm ra đời rồi. 2021 mà chỉ bán bằng giá chiếc Xpander số tự động 2019 nhà em Quỳnh này, 548 triệu chúng ta đã sở hữu chiếc XL7 này. Chiếc này thì cũng được độ thêm là bọc trần này, màn thì màn zin theo xe nhưng có độ rộng phải rơi vào khoảng 6 inch. Và có cam hành trình theo xe nhé, sử dụng lốp sơn là màu đen, đăng ký biển tỉnh. Chiếc Ortiga này đã nhận cọc, cũng đang làm ngân hàng này.
Các bác thấy đấy, dịch vụ bên ngân hàng trả góp bên nhà em Quỳnh thì hỗ trợ hết mình luôn. Nên là bác nào mà không đủ tài chính và có nhu cầu mua xe trả góp thì hãy đến với Sài Gòn Ca nhé, để bên em có thể hỗ trợ trực tiếp. Đây bên này có Kia K3 này, giới thiệu nhanh nhá, báo giá sơ qua này. Bác nào mà thích em Quỳnh gửi một cái clip chi tiết của một chiếc xe thì hãy để lại comment cũng như là gọi điện trực tiếp cho bên em Quỳnh, để tất cả các nhân viên phòng kinh doanh và bản thân em Quỳnh có thể tư vấn nhà mình để sở hữu một chiếc xe phù hợp với cả ý thích và nhu cầu, phải không ạ? Đây, đứng cạnh em Quỳnh là chiếc Kia Sedona nhé. Đây là chiếc SUV cỡ lớn này. Đây là bản phun dầu, xe được sản xuất và đăng ký năm 2019. Động cơ là 2.2 nhá. Ở phiên bản phun dầu này thì có hai ghế, tức là ghế phụ và ghế tài đều sử dụng là ghế chỉnh điện này. Phanh tay điện tử này, cruise control này, hai cửa sổ nóc. Và chiếc xe này thì đã được chủ xe độ lên là cam hành trình này, trải thảm sàn này. Đấy, và rất nhiều túi khí theo xe nhá. Đây là phiên bản full nên là option cũng full luôn. Với lớp sơn là màu vàng cát, nội thất là ghế da màu ghi này. Con này thì sử dụng là hai cửa lùa này, nội thất là ghế da màu be nhá. Màu be nhìn thì bên ngoài trông có vẻ giống màu ghi này. Ở cái thời điểm năm ngoái thì em Quỳnh đang chào bán trước Kia Sedona bản phun dầu với mức giá là 990 triệu và giá nhập vào đã là 970 triệu rồi. Nhưng mà hiện tại chỉ mong muốn cho em nó sở hữu, cho chủ hữu, chủ mới sở hữu với mức giá 930 triệu thôi ạ. Đã sập sàn, sale sập sàn để cho mọi người sở hữu được ngay trước này rồi. Đấy, bác nào mà có yêu thích Sedona thì có thể đến với Sài Gòn Ca để trải nghiệm em này. Và thực ra đây là cái thời điểm mà Kia Sedona chạm đáy rồi, nên là mức giá nó tốt rất nhiều so với cả thời điểm cùng kỳ năm ngoái. Và đây em Quỳnh có một chiếc Kia K3 nữa này. Hơn 600 triệu thì mua xe gì phải không ạ? Chiếc Kia K3 này thì đây là cái thời điểm gần như là Kia lột xác hoàn toàn về thiết kế phải không ạ? Kia K3, Kia K5, Kia Seltos, Kia Soled, Kia Sorento hay là Kia Carnival phải không ạ? Và không ngoại lệ, em Quỳnh đang sở hữu chiếc Kia K3 phiên bản 1.6 Luxury 2022 này. Chiếc này thì chạy được có 16.000 km, sử dụng nước sơn là màu xanh Kawasaki nhé. Có cửa sổ lốc, có cam hành trình này và tích hợp là gương chiếu hậu này. Chiếc màn zin theo xe. Đối với cả những chiếc xe đến từ thương hiệu Kia thì gần như phải nói là một rổ option đi theo xe phải không ạ? Tuy nhiên, cho tới thời điểm hiện tại mà hơn 600 triệu mà chiếc xe này vẫn sử dụng phanh tay cơ thì đấy là một cái điểm trừ phải không ạ? Lốp là nguyên dàn theo xe nhé. Riêng con này là lốp nguyên dàn theo xe sơ cua chưa hạ. Xe đăng ký biển tỉnh Lâm Đồng và đang được chào bán với mức giá là 615 triệu tại Sài Gòn Ca. Dưới này em có Ford EcoSport này. Lại một chiếc Kia Rondo màu trắng này. Hai chiếc Hyundai Elantra i10 City Xpander. Quay trước nào chứ nhỉ? Đây, Hyundai Elantra gần nhất thì trước nào gần nhất thì mình cứ quay nào. Hyundai Elantra số tự động 2017 này. Em có một chiếc Elantra số động 2017, đây là chiếc màu nâu nhá. Còn trong kia là màu đen Elantra số sàn 2019, máy 1.6 phiên bản GLS. Chiếc màu nâu này thì sản xuất năm 2017, chạy 48.000 km nhá. Tên công ty xuất hóa đơn và đang được chào bán với mức giá là 475 triệu ạ. Xe đăng ký biển phố rồi. Theo xe thì option là nguyên bản, cũng không được chủ xe độ thêm nhiều. Được cái là có cửa sổ lóc. Đây lại là một chiếc Ford EcoSport, một chiếc gầm cao đô thị này, có các đối thủ như là Hyundai Kona này, Kia Seltos này, Kia Soled này. Đấy. Ford Everest, Ford EcoSport này phiên bản Titanium sẽ được sản xuất năm 2021 này. Chạy 20.000 km, nước sơn là màu đen, đăng ký biển tỉnh Lâm Đồng. Lốp là nguyên dàn theo xe nhé. Chất xe rất là tươi mới, sơn là 100% theo xe và có những cái vết xước răm thì sẽ xử lý đơn giản thôi, các bác yên tâm. Ở form mới này thì không có bánh sơ cua, tức là lốp dự phòng ấy ở đằng sau đuôi xe so với cả phiên bản cũ. Tuy nhiên thì gần như là cũng lột xác rồi, thiết kế trông gọn này, cá tính hơn. Chiếc này sử dụng động cơ là 1.5 nhá và đang được chào bán với mức giá là 575 triệu.
hỗ trợ cả gốc ngân hàng hết mình luôn. Ngay trong cùng này em Quỳnh có Kia Zondo GAT 2018. Kia Zondo GAT 2018 con này thì đăng ký biển tỉnh Tây Ninh nhé. Chạy được 55.000 km, sử dụng nội thất là ghế da màu ghi. Và đang được chào bán với mức giá là 488 triệu tại Sài Gòn Ga. Con này là dòng 5+2 nhé. Tuy nhiên thì cái hàng ghế thứ ba của em nó thì không được đánh giá cao. Rất là chật. Nếu trẻ con ngồi thì thực sự là đối với các em bé thì các em bé có thể ngồi chơi thôi, nếu mà để chạy đường dài thì cũng rất là mệt đấy. So với cả các đối thủ thì Kia Zondo đã sử dụng động cơ là 2.0 rồi. Đây trong này em Quỳnh vừa giới thiệu sơ qua chiếc Hyundai Elantra số sàn này 1.6 GLS 2019. Con này thì rất là đẹp này, chạy có 25.000 km thôi. 25.000 km thì lốp nguyên dàn theo xe, sơn zin phải giữ lại là trên 95% giá trị xe này. Nhưng mà tuy nhiên thì cũng có một số vết xước răm này, bởi vì đến năm 2023 thì là sang đến năm thứ tư mà con xe này ra đời và lăn bánh trên thị trường phải không ạ? Chiếc này thì đang được chào bán với mức giá là 465 triệu. Hôm qua vừa giao chiếc Elantra số sàn 2019 màu trắng rồi nhá. Còn bác nào mà hợp đen thì có thể lựa chọn sang chiếc này nhá. Đây, quay chiếc City. Hai chiếc City này. Ngoài kia là City 2016 số tự động này, biển thành phố. Còn bên cạnh em Quỳnh là Honda City Top 2019 này, biển tỉnh. Con này thì chạy có 1.9 vạn lốp nguyên dàn theo xe, sơ cua chưa hạ nhé. Những cái chi tiết nổi bật nào mà theo xe mà các bác mua xe lướt ưng ấy, thì em Quỳnh cũng có thể báo luôn. Chiếc này thì có cam hành trình và có gương chiếu hậu nhé, tích hợp trước màn luôn. Được trải thảm sàn này, sử dụng nước sơn màu bạc này, phun lịch sử bảo hành bảo dưỡng trong hãng này. Rất là đẹp, đây là bản top nhé. Đến năm 2018-19 thì có bản top này. Chiếc này thì đang được chào bán với mức giá là 480 triệu thôi. Sơn là zin 100% theo xe này. Và cái chất liệu sơn màu bạc này tại sao mà nó lại đẹp như thế này nhỉ? Cái màu trắng thì chúng ta phải vệ sinh và giữ gìn nhiều hơn so với cả những cái màu khác phải không ạ? Đây, bên này em Quỳnh có Xpander. Xpander số tự động 2019, lớp sơn là màu đen, đăng ký biển tỉnh Kiên Giang. Đấy, con này thì chạy loanh quanh cũng 47.000 km này. Đấy, loanh quanh là đến thời điểm hiện tại là sang cũng đến năm thứ tư rồi không ạ? Thì 47.000 là cũng tương đối. Và chất xe cũng đẹp đấy, đầm và có cam kết cho nên là các bác yên tâm. Tuy nhiên thì xe so với cả đánh giá cá nhân cũng như là cái lượng khách hàng mà đến với Sài Gòn Car để sở hữu xe thì Xpander màu trắng và những chiếc xe màu trắng thì đấy được coi là cái màu dung hòa và được khách hàng lựa chọn nhiều hơn này. Vừa rồi thì em Quỳnh đã báo giá sơ qua này và cập nhật 4 chiếc xe mới về nhỉ. Một là Xpander Cross 2022 chạy 2 vạn và đang được chào bán với mức giá là 665 triệu. Sử dụng nước sơn màu trắng, nội thất là ghế da màu đen và ở phiên bản năm 2022 thì có cam 360 này, phanh tay điện tử. Nội thất ghế da thì cũng đã sử dụng ghế da cao cấp hơn rồi. Đấy, nên là bác nào mà có yêu thích dòng Cross thì chắc chắn là cũng đã tìm hiểu qua và nhanh tay nhanh chân đến Sài Gòn Car để lái thử trải nghiệm. Và có một chiếc Trailblazer phiên bản 2 cầu. Đó, phiên bản 2 cầu các bác để ý nhá. Nước sơn là màu bạc này, nội thất là ghế da màu nâu. Đăng ký biển tỉnh, chạy 58.000 km, chất xe rất là mới, đẹp. Và giá trị của em nó là 700 triệu. Nhưng mà tuy nhiên đối với dòng Chevrolet thì không được hỗ trợ trả góp ngân hàng nữa nhé. Và hai chiếc Mazda, một chiếc Mazda 3 2020 phiên bản Premium này, đăng ký biển tỉnh, nước sơn là màu trắng, chào bán với mức giá là 600. Và một chiếc Mazda 2 2016 chạy có 56.000 km này, màu đỏ biển phố. Và cũng chỉ bán với mức giá là 395 triệu rồi. Tất cả những cái mẫu xe bên Sài Gòn Car khi mà bán ra thì đều cam kết và bảo hành bằng văn bản, nên là anh chị yên tâm khi mà trải nghiệm dịch vụ ở Sài Gòn Car nhé. Và chúng ta đừng quên bỏ ra ít phút để đăng ký, like và follow em Quỳnh để giúp em Quỳnh có nhiều động lực ra nhiều video hay hơn nữa nhé. Và video của ngày hôm nay kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.